Rồi các bạn, thì uh, tripod là một cái phụ kiện mình nghĩ là ai cũng sẽ có để mà khi mình có muốn uh, đặt điện thoại có được một chỗ đó, để mình uh, xem phim nè, mình xài rảnh tay nè, hay là mình có chụp uh, điện thoại mình chụp phơi sáng đó. đó. hoặc là bạn có con nhỏ đi, mình muốn cho nó ngồi một chỗ, sau đó mình gắn điện thoại vào cái tripod để mình cho nó xem nó dễ dàng hơn á thì cũng rất thuận tiện. Thì mình thấy là trên thị trường sẽ có hai cái dạng tripod rất, rất là phổ biến ha, một là nó sẽ giống như vậy, đó, cho bạn coi ha, đó. Thì một cái tripod như vậy nó sẽ có thể mình nói dài ra như là một cái gậy selfie cũng như là tích hợp một cái remote Bluetooth để mình chụp hình cũng như là quay phim không dây. Nhưng mà cái của mình thì nó bị rớt cái remote rồi đó. Còn cái này là cái đế nẹp để mình giữ cái điện thoại lại ha, còn có thể mình kéo dài ra như là của gậy selfie thì tùy loại nó sẽ có độ dài ngắn khác nhau. Thì tuy nhiên thì cái điểm trừ của cái những loại mà tripod giống như vậy á thì cái đầu bi á thì nó sẽ rất là dễ bị lỏng ha, nó xài một thời gian nó sẽ bị chai giống như là nó bị mềm và nó không còn giữ chặn được nữa thì tùy loại tùy hãng ha có những hãng thì mình xài lâu hơn thì nó sẽ lâu bị mòn hơn còn những loại rẻ tiền á, thì nó sẽ rất là dễ mình xài chỉ cần gắn những cái đồ nặng vô á, thì nó sẽ bị cục xuống thì đó là cái loại tripod đầu tiên thứ hai đó là một cái và loại tripod như vậy ha thì đây là cái tripod dạng gọi là chân nhện các bạn ha đó chân nhện là sao tức là nó sẽ không thể kéo dài ra như là một cái gậy selfie nhưng bù lại thì nó sẽ có phần ba chân này á bạn mình uống công nó đây nè đó mình uống công nó rất là nhiều tư thế khác nhau thì cái lợi thế này giúp bạn gì mình có thể mình quấn nó vào những thành ban công lan can trên cây hay bất cứ cái trụ những cái cột nào hoặc là bất cứ cái vị trí nào để bạn cố định nó thì nó sẽ linh hoạt hơn nó sẽ cố định được nhiều cái vị trí hơn và nó vẫn sẽ xài cái đầu bi ha để mình xoay mình di chuyển nó nhiều hướng khác nhau đó thì mình muốn chụp nhiều góc khác nhau thì đó là hai cái dạng tripod mình thấy rất là phổ biến tuy nhiên thì cái uh, nhược điểm của cả hai cái loại này gì đó là nó có một cái kích cỡ nó cũng gọi là khá là cồng kềnh nó mặc dù là nó cũng là gọi là gọn rồi đó xếp gọn rồi nhưng mà nếu mình mang theo để mình uh, đi hàng ngày bỏ trong ba lô á để mình chụp hình mình xài hay là mình có gắn điện thoại để mình xem phim á thì với mình á thì nó vẫn còn khá là cồng kềnh đó cho nên nó là trong clip này mình muốn trên tay cho mình xem một cái gọi là nó không phải là cho nha nhưng mà nó là một cái phụ kiện giúp bạn vẫn giữ cố định được cái điện thoại ở trên mặt bàn để mình xài đánh tay nhưng mà nó lại có một cái thiết kế nó rất là gọn mỏng nhẹ để bạn bỏ cả trong túi quần túi áo mình mang đi bất cứ đâu rất là thân thiện ha nó đây à, đây là sản phẩm mình sẽ muốn nói đến trong cái clip này nãy giờ mình nó hơi dài dòng ha chủ yếu là mình muốn nói về cái sổ này nè thì bây giờ mình sẽ mở hộp ra trên tay cần ảnh cho xem, xem coi là nó là cái gì ha rồi, thấy là cái tripod mini đến từ nhà Ulanzi nha Nga, tên mã của nó sẽ là MA26 ở đây Mà thấy không, nó đóng hộp rất là gọn, cầm gọn trong một tay như thế này thôi Và cái giá bán của cái tripod mini này á, thì mình có tham khảo bên Kingcom Store giá là dưới 900 ngàn Thì cái giá bán này mình thấy là nó cũng cao hơn so với lại những cái mẫu tripod bạn thấy mình mua trên Shopee Giá sẽ rẻ rất là nhiều ha, thì tại sao nó mắc, đầu tiên mình sẽ mở hộp ra trước cái đã, đó đây đóng hộp rất là cơ bản thôi À, rồi ra ha thì đây chính là cái nhân vật chính Tripod Mini của nhà Olenzi và một cái phụ kiện đó là một cái tool để bạn siết ốc lại sau khi bạn xem một thời gian á những cái khớp này nè những góc của cái khớp á mà nó bị lỏng dần đi á, thì bạn việc siết lại là xong cơ bản chỉ là vậy ha rồi thì thấy là cái Tripod Mini này của nhà Olenzi á nó rất là gọn nha nằm gọn trong lòng bàn tay của nhà thầy nó và nó sử dụng cái chất liệu kim loại cụ thể là hợp kim nhôm để mà hoàn thiện cho cái Tripod này năm ra nó sẽ có một cái tính bền bỉ cứng cáp rất là cao cũng như là một cái tông màu đen nào hoàn thiện dạng hơi nhám nhám khi bạn cầm nó sẽ không bị trượt tay và nhờ kim loại mà khi bạn cầm nó sẽ rất là mắc lạnh luôn à, cứng cáp rất là nhiều thay vì những cái trái robot bằng vỏ nhựa à, thứ hai là nó có một cái kích cỡ rất là gọn trọng lượng nhẹ nè rồi mỏng nữa năm ra là bạn có thể mình dễ dàng mình bỏ trong túi áo túi quần ba lô túi sách đem xài nó bất kỳ đâu ha ngồi cà phê lấy ra để điện thoại vào gắn mình rảnh tay mình xem phim xem tin tức thật sự luyện phim gì đó hay là bạn ra cà phê mình ngồi mình cho con em mình á mình xem một hình cái hạn đây đó thì có một cái phụ kiện như này nè nó rất là gọn gàng luôn à, rồi bây giờ mình sẽ thao tác bạn xem coi là cái việc mà mình mở mình xài như thế nào ha đầu tiên mình sẽ bật lên như thế này đó, đầu tiên mình mở lên hãng cũng biết rõ ha muốn có một cái logo Open nè mở lên như thế này sau đó thì mình sẽ có một cái ngàm giữa điện thoại đây mình xoay qua và bạn bật lên như thế này À, bật lên xong như vậy mình đã có được là một cái thế đầu tiên đó là một cái uh, tay cầm dạng như là điện thoại vậy đó rất là ngắn gọn như này thôi cầm như thế này để mình uh, xài mình sẽ zoom ra rộng một xíu còn coi nha đó cầm như thế này thì uh, mình sẽ gắn thử nó vào một cái điện thoại đi ha nếu mình muốn uh, cầm dập để mình uh, quay uh, tiktok chẳng hạn đi đó thì cầm như thế này xong rồi đây là cái uh, thế cầm đầu tiên ha mình sẽ zoom xa xíu xíu bằng coi thử đó đây là cái thẻ cầm đầu tiên à, Rồi đây ha thì khi mà gắn vào mình thấy là nó sẽ hơi bị lệch nè nhưng mà nó cũng không có ảnh hưởng gì về cái trải nghiệm cả còn nếu không thì bạn thấy mình sẽ ngang như thế này đó xe ngang qua thì mình sẽ chỉnh cho nó nằm giữa lại chút xíu xong rất là cơ bản luôn rồi còn nếu bạn cảm thấy là cái chiều cao này còn hơi thấp đúng không bạn muốn nó cao nữa đúng không ok dễ dàng thôi bật lên như thế này xong như vậy mình có thể mình nối dài được cái chiều cao ra đó à, rất là hay ha một thiết kế gặp rất là thông minh của nhà Ulanzi và cái chiều cao tối đa bây giờ tối đa khi mình mở lên như này nè là nó tầm khoảng uh, 30 cm rồi nha cầm một tay rất là gọn gàng luôn và cái điểm hay nữa là trên cái cái nẹp này nè hãng sẽ có thiết kế hai cái ngàm khu để bạn thấy mình gắn thêm những cái phụ kiện như là đèn flash rồi micro đó là bạn quay vlog nó cũng rất là tiện luôn thiết kế rất là thông minh ha thì đó là về cái kiểu mình cầm điện thoại như thế này để mình uh, sử dụng còn với cái thế để bạn đặt một chỗ thì sao thì bây giờ mình sẽ uh, làm bằng coi nha thì cái phần ngầm ngẹp, ngẹp này á thì hãng cũng sẽ lót những cái phần điểm silicon để mà không cho bị trầy xước mặt lưng cũng như là cái phần cạnh của cái điện thoại rồi nha bây giờ mình sẽ uh, bung hai cái nẹp này ra ha bung ra như thế này thì hãng cũng có hướng dẫn cho bạn coi nè bung ra như thế này đó sau đó mình đặt xuống thế này mình dở lên đó xong và mình mở là như thế này, đó như vậy mình đã có một một cái đế nẹp điện thoại để cho một bàn nó rất là nhẹ nhàng và thoải mái đây xong thế à cực kỳ vững chãi nha rất là vững luôn đó bạn thấy mình chỉnh được độ nghiêng các kiểu tùy đây là thấy nằm ngang không bạn thấy mình xoay lại thì nó sẽ là nằm dọc đó nằm dọc mình chỉnh được độ nghiêng luôn đó tùy ha Chỉnh độ nghiêng mà muốn nghiêng cỡ nào đó mình nghiêng à, còn mà nghiêng quá thì nó sẽ bị lật ngửa xuống thấy không thì nó mình nghiêng lên như thế này chỉnh ngang qua xong rất là nhanh luôn rồi bạn thấy cái chiều cao này đúng không thấp đúng không muốn cao nữa đúng không dễ thôi đây chỉnh lên này nghiêng lên xong đó bây giờ nó đã cao hơn thấy không thành một cái robot mini này nè dựng lên như thế này và bạn thấy thì cái tầm vối này hơi cao đúng không bạn muốn cho thấp xuống xíu đúng không gặp xuống đó cặp xuống dưới này xong Bẻ ngược lên như vậy mình đã có một cái tripod với tầm thấp đó thấy chưa quá tiện ha một cái thiết kế mà nó gặp rất là thông minh của nhà Ulanzi và bạn thấy đó là ở đây nè nó sẽ có một cái như một cái quai đó để chi để bạn thấy mình treo cái tripod này ở bất cứ vị trí nào để mình quay rảnh tay treo lên ngọn cây treo lên những cái móc rồi đó ha bạn treo lên cho nên là nói là đây là một cái tripod mini rất là hay nhỏ gọn xịn của nhà Ulanzi mà mình nghĩ là bạn nên à, cứ nhắc ha, mình đầu tư một cái để mình đi du lịch ngay bằng sàn ngày á, nó rất là tiện luôn và cái nẹp này á thì nó sẽ vừa với lại hầu hết những cái kích thước hiện thoại hiện nay kể cả những điện thoại kích cỡ lớn và thậm chí bạn có gắng cả ốc lưng nữa không xài đúng không xếp gọn lại như thế này gặp xuống xong bây giờ đơn giản như vậy mình đã có được một cái trong bên nên nằm gọn trong một tay như thế này mà thôi quá đã luôn nha. Ngoài ra thì Odyssey còn có một cái phiên bản mà có dùng cái mắt xếp dành cho iPhone năm từ 12 series trở lên. Thiết kế của nó thì cũng tương tự thôi nhưng mà nó sẽ khác là nó là dạng móc chứ không phải là dạng gọi là bung lên giống như cái của mình ha. Và nó sẽ có cái chân thì nó hơi thon gọn chút xíu. Mình thì mình không có xài mắt xếp nên ra là mình mua cái bản này để mình có được một cái chiều cao nó cao hơn cũng như là cái phần chân ba tripod đó nó sẽ bự hơn, to hơn, nhìn nó có vẻ như là nó vẫn chảy hơn thì như vậy mình có một cái video mình trên tay cần cảnh nhau xem một cái mút phụ kiện đến dạng Ulanzi một cái tripod mini bằng kim loại cực kỳ cứng cáp chắc chắn bền bỉ nhỏ gọn nhẹ à, mang theo bất kỳ đâu ha lấy ra là, là xài thôi rất là gọn gàng thì bằng cái sau về cái tripod này thì bằng cái việc cầm bên dưới ha và link của sản phẩm á mình sẽ để ở mô tả để cho các bạn có cái hơn rồi chào bạn